Thưa quý vị, lời nói đầu tiên thì Minh Béo xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình ngày hôm nay kính chúc cho quý anh chị em doanh nhân, doanh nghiệp. Xin hân hoan chào đón quý vị khách quý, quý nhà mạnh thường quân, quý anh chị em văn nghệ sĩ, quý vị làm công tác truyền thông, văn hóa mộ và gia đình đang đến với chương trình ca nhạc thiện nguyện doanh nhân giao lưu cuối tuần diễn thời trang áo dài sư Thích Minh Tuệ và kêu gọi quý nhà mạnh thường quân giúp đỡ cho bệnh nhân Lại Văn Sang 46 tuổi hiện cư ngụ tại ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh với định bệnh là nhồi máu cơ tim, hở van tim hai lá, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Anh đang điều trị tại khoa tim mạch Bệnh viện Nhân dân Gia đình. Chương trình đang diễn ra tại câu lạc bộ Hiếu Vũ, quận Bình Tân. Lời nói đầu tiên cho phép công danh thay mặt ban tổ chức, thay mặt ban giám đốc câu lạc bộ Hiếu Vũ, quận Bình Tân cùng ekip những người thực hiện chương trình xin gửi đến tất cả quý vị khách quý lời chúc sức khỏe, lời chúc hạnh phúc, lời cầu chúc cho chương trình được diễn ra thật tốt đẹp và lời chào rất trân trọng. Kính thưa quý vị, trước khi vào chương trình, công danh xin đại diện ban tổ chức xin trân trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta hãy đứng lên dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến bác cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh là cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, quý vị nhé. Xin trân trọng kính mời tất cả quý vị cùng đứng lên. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến bác cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu. 80 xuân bạc mái đầu, toàn dân nước Việt buồn đau nhớ người. Tỷ bác bằng làn hoa tươi, chúng con vĩnh viễn mất người chỉ công. Bác đi trời chẳng nắng hồng, mưa chiều giăng lối gió giông kéo về. Tình dân ý đảng câu thề, noi gương chủ tịch vẹn bề nước non. Tiếng thơm vạn kiếp vẫn còn, bác là ánh đuốc điểm son sáng ngời. Miền Nam xa quá bác ơi, chúng con xin gửi vạn lời nhớ thương. Thắp lên một nén tâm hương, kính hương hồn bác soi đường nước non. Hoàng tham diệt hết chẳng còn, xây dựng đất nước cháu con lạc hồng. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến bác cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã qua, xin trân trọng kính mời tất cả quý vị an toàn. Xin trân trọng kính mời Hoa hậu Hoa Thiên, một số Lý Long Hùng cùng với nghệ sĩ Minh Béo bước lên sân khấu có đôi lời phát biểu và chia sẻ về hoàn cảnh của bệnh nhân Lại Văn Sang. Xin trân trọng kính mời. Lời đầu tiên, Hoa Thiên, một số Lý Long Hùng và nghệ sĩ Anh Hà Minh Béo xin trân trọng kính chào tất cả anh chị trong khán phòng hôm nay. Lời chào trân trọng nhất. Để tổ chức được cái chương trình hôm nay thì Hoa Thiên được sự yêu mến của tất cả anh chị đã có mặt. Và sau lưng Hoa Thiên thì có bầu xô Lý Long Hùng lúc nào cũng hỗ trợ Hoa Thiên và nghệ sĩ Béo. Hoa Thiên có nói là Minh ơi, hôm nay anh của chị mình như vậy đó, thì bây giờ muốn làm cái chương trình thì nhờ em kết hợp với để làm chương trình. Thì Minh Béo rất là ủng hộ. Thì để ta thay mặt cảm ơn thì Hoa Thiên xin cảm ơn gia đình nghệ sĩ Minh Béo, cảm ơn má Thanh Hồng và cảm ơn anh Kiên đã hỗ trợ Hoa Thiên về quê để xác minh gia đình. Và hôm qua nghệ sĩ Minh Béo đã chở Hoa Thiên và bầu xô Lý Long Hùng đến về quê xác minh. Bây giờ Hoa Thiên xin nhiều lời cho nghệ sĩ Minh Béo nói vài lời trong chương trình hôm nay. Kính thưa
Thưa quý vị, lời nói đầu tiên thì Minh Béo xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình ngày hôm nay kính chúc cho quý anh chị em doanh nhân, chuyên nghiệp và các ca sĩ chuyên nghiệp và tất cả quý vị quan khách khách mời, chúc cho quý vị được mạnh khỏe, an lành và thành đạt nữa trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì là một cái chương trình doanh nhân cuối tuần rất là đặc biệt, dành vận động cho quỹ để giúp đỡ cho gia đình của anh Sang, và anh Sang thì hiện đang nằm ở bệnh viện gia đình. Ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đến với lại gia đình và tìm hiểu cặn kẽ, bởi vì hiện nay thì mọi người cũng biết là các chương trình thiện nguyện rất là dễ có vấn đề. Để có được một cái người mà đúng người đúng việc thì chắc chắn mình phải đi xác minh từ ủy ban dân ở tại địa phương, và sau đó thì đến tận nhà và tham khảo thêm ý kiến của bà con hàng xóm để có thể cho các mạnh thường quân tin tưởng hơn về độ chính xác của gia đình. Và ngày hôm nay thì cũng rất là may mắn khi được rất là nhiều các anh chị doanh nhân, doanh nghiệp và các ca sĩ, các khách mời đến đây rất là đông đảo và cũng đang trên đường đến đây nữa để ủng hộ, và hy vọng rằng con số sẽ đủ để mà anh có thể mổ tim trong thời gian sớm nhất để có thể trở về với gia đình, bởi vì lương của gia đình thì phụ thuộc vào cả vợ và chồng, mỗi người có 60 mấy thôi, có khi là 13 triệu một tháng. Và bây giờ gãy một bên rồi thì các con cũng đang bơ vơ, một đứa thì lớp 7 phải nghỉ học và đi làm phụ giúp gia đình. Chính vì vậy thì mình béo hy vọng rằng các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, nhà tài trợ sẽ đồng lòng cùng với chương trình. Và xin cảm ơn chị Hoa Thiên đã, và anh Lý Long Hùng cũng đã tổ chức những chương trình như thế này để chúng tôi có cơ hội được trải lòng mình với lại những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống này. Và hy vọng rằng chúng ta cho đi, chúng ta sẽ nhận lại được rất là nhiều. Chúng ta cảm thấy tâm hồn của chúng ta hoan hỷ, thật sự là ấm lòng, bởi vì giờ phút này kinh tế rất là khó khăn mà chúng ta giúp như thế này là một điều rất là đáng quý. Một lần nữa xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình kính chúc cho tất cả mọi người chúng ta ai cũng an lành và hạnh phúc nhé. Sau lưng Hoa Tiên lúc nào cũng anh Hùng là bóng xô, là mười mấy năm rồi anh Hùng làm chương trình từ thiện rất là nhiều. Thì Hoa Tiên được sự hỗ trợ của bóng xô Lý Long Hùng được tổ chức chương trình hôm nay, thì bây giờ em dừng lời cho anh nói vài câu trong chương trình. Lần đầu tiên Lý Hùng xin cảm ơn tất cả các chú chị có mặt phòng trà hôm nay, chúc cho các chú chị nhiều sức khỏe và luôn luôn gặp đều may mắn. Dạ, hôm qua Lý Hùng và Minh Béo với Hoa Tiên đi xuống Tây Ninh, là cũng cảm ơn Minh Béo đã hỗ trợ cho Hùng một cái cổ xe là khoảng 3 triệu từ đây cho nên đi về đó. Cảm ơn Minh Béo rất nhiều, chúc cho Minh Béo và gia đình, chúc cho má nhiều sức khỏe và luôn gặp may mắn. Và sau chương trình hôm nay là 5 giờ kết thúc, là Hùng mời tất cả các chị là hãy theo Hùng với Minh Béo với Hoa Thiên tới bệnh viện gia đình để đem số tiền này đưa cho bệnh nhân luôn. Và Hùng cũng cảm ơn 8 TikToker hôm nay đã mặt ở đây, YouTuber là cảm ơn các chị rất nhiều. Và chiều nay mời các chị qua bệnh viện quay luôn nha. Là xin cảm ơn. Quên cảm ơn chú Hùng trà nữa chứ. Và cũng xin cảm ơn câu lạc bộ Cái Dụ Bình Tân cũng đã hỗ trợ cho chương trình ngày hôm nay, cũng như lần đầu tiên được gặp gỡ với tất cả các anh chị YouTuber, TikToker. Mình biết thì thường được các nhà đài cũng như là các anh chị báo chí ngày hôm nay biết thêm một thành phần mới cũng cống hiến rất nhiều cho xã hội, đó là những anh chị YouTuber, TikToker. Chúc cho anh chị được mạnh khỏe và luôn luôn ủng hộ cho các chương trình thiện nguyện nhé. Xin cảm ơn.